Cây cầu này có vai trò kết nối giao thông giữa các xã Phía Đông, huyện Sóc Sơn, Hà Nội với huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Đây cũng là tuyến đường công nhân làm việc tại khu công nghiệp Yên Phong, khu công nghiệp Sóc Sơn lựa chọn để lưu thông. Tuy nhiên, đây chỉ là chiếc cầu phao được người dân tự đầu tư nên chỉ có thể cho phép người đi bộ và xe máy đi qua. Hơn thế nữa, dù có đầy đủ biển cảnh báo đảm bảo an toàn nhưng không phải lúc nào cũng có thể sử dụng. Mùa lũ là người ta cũng không dám đi nữa. Đi vòng hết. Đấy. Đi vòng mới mất thời gian xa. Mất thêm được khoảng vài chục cây nữa. Nhà nước cũng làm được thì hai bên nó đi lại thông thường cho nó tốt. Đấy. Yên tâm về công việc, người ta sớm tối người ta phải đi, không phải lo lũ lụt người ta vẫn đi được cái cầu. Không chỉ ở khu vực ngoại thành, nhiều cây cầu trong nội đô hiện cũng không đảm bảo năng lực lưu thông. Điển hình như cây cầu Trắng thuộc địa bàn quận Hà Đông này. Hiện hệ thống lan can cầu đã bị xuống cấp, bong chóc và xuất hiện nhiều vết nứt. Nhưng điều đáng nói là mặt cầu hẹp hơn khá nhiều chiều rộng mặt đường nên tạo nên nút thắt về giao thông khi lượng phương tiện lưu thông gia tăng. Đây cũng chỉ là một trong 55 cầu do thành phố quản lý đang được xem là cầu yếu. Trong cái giai đoạn trung hạn này sẽ nghiên cứu để bổ sung danh mục sắp xếp thứ tự ưu tiên những cái nào mới cần triển khai ngay mà gắn luôn với các cái dự án giao thông mà mới. Cùng với tuyến đường thì chúng tôi sẽ cho ưu tiên triển khai trước. Những cái dự án mà mang tính chất cải tạo sửa chữa thì chúng tôi cũng có tiếp tục và những biện pháp như là gia cường, hạn chế tải trọng cũng như là tổ chức giao thông để đảm bảo là cái cầu nó chịu lực trong giai đoạn ngắn hạn. Với 89 cầu tạm, cầu yếu hiện do các quận, huyện quản lý để cải tạo sửa chữa cần nguồn vốn lên đến 2.500 tỷ đồng. Chính vì vậy, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng yêu cầu các địa phương rà soát, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Những cầu yếu, nguy hiểm sẽ triển khai cải tạo trước. Trường hợp nguồn lực địa phương không đáp ứng được, thành phố sẽ ưu tiên hỗ trợ.